xưa em nghe nói là đi filler rồi mà em không được cầm thì em phải nạo filler ra. Đó có phải là sự thật không bác sĩ? Bác sĩ đang hình dung ý em ở đây á là các trường hợp mà mình phải nạo do các biến chứng của silicone nó di chuyển đó em. Có nghĩa là cái dạng filler mà em chích vô thực sự nó không có phải là filler tinh khiết mà có những phân tử silicone trong đó. Cho nên khi mà mình chích sau quãng thời gian đó, nó tạo thành những cái khối và di chuyển, mình phải nạo nó đi để tránh cái chuyện nó di chuyển trên mặt và gây biến chứng. Rồi mình mới đội cầm thì đó là cái trường hợp em nói đến đúng không? Nếu như mà filler tạo hình á, mà cái loại xịn thực sự, loại tốt á, thì trường hợp một là mình đã chích lâu rồi và đến khi mà mình tới cái phòng phẫu thuật để mà mình độn nó không có còn nữa thì cứ thế mà độn vô thôi. Hai nữa là cái trường hợp mà em mới chích được có mấy tháng, cái khối tạo hình nó vẫn còn nhưng mà em vẫn muốn thay vào đó là một cái khối vật liệu luôn á. Thì lúc đó các bác sĩ sẽ sử dụng cái chất đối kháng, mình sẽ chích vô để làm mềm ngay lập tức trong vòng khoảng 30 phút. Đó, rồi mình sẽ độn. Thì đây là hai trường hoàn toàn khác nhau. Một là khi mà mình xài filler không có tinh khiết, có các họa các gốc và silicone gây nên những cái vón cục đó thì mình mới cần phải đi nạo. Còn nếu mà filler chuẩn thực sự thì không có bị gì hết à.